Mưa Radio. Su Yên mến chào các bạn khán thính giả của kênh YouTube Mưa Radio. Các bạn thân mến, ngày hôm nay kênh YouTube của chúng mình nhận được khá nhiều bức thư chia sẻ về những câu chuyện tình cảm của các bạn, trong đó xoay quanh vấn đề làm sao để biết tình yêu hay tình bạn. Bạn Nguyễn Oanh ở Gò Vấp đã gửi cho chúng mình một bức thư như sau. Tôi quen với anh ấy đã 7 năm rồi. Chúng tôi cùng chơi, cùng học với nhau. Các cô bạn tôi đã phát ghen vì mối quan hệ này. Giữa hai chúng tôi, tất cả nỗi lòng đều được bộc bạch không chút giấu giếm. Năm 17 tuổi, tôi muốn mối quan hệ của chúng tôi tiến xa hơn. Và trong một buổi tiệc sinh nhật của một người bạn, tôi ra mặt tán tỉnh bạn trai của tôi. Kết quả thật bất ngờ, anh tỏ vẻ không vui và sau đó tránh mặt tôi. Cũng đồng cảm xúc đó, bạn Thủy Hiền ở Đà Nẵng cũng có chia sẻ với Mưa Radio như thế này. Tôi vẫn cứ nghĩ rằng mình thật sự yêu Vinh. Cho đến một ngày Hải xuất hiện trong cuộc đời tôi mới hiểu rằng đối với Vinh, người bạn trai từ thời trung học chỉ là cảm mến bạn bè. Nhờ Hải mà tôi không nhầm lẫn giữa tình yêu và tình bạn. Thật là khó mà phân biệt được tình yêu và tình bạn. Ranh giới giữa hai thứ tình này đôi khi thật mong manh và người mắc bẫy thường là những cô gái trẻ. Vậy làm thế nào để tránh những nhầm lẫn chết người này? Về mặt tâm lý học, các chuyên gia đã đúc kết được những nhận định sau. Đó là tình yêu, nếu bạn như phát bệnh với ý nghĩ hai bạn sẽ xa nhau trong thời gian hè. Bạn cảm thấy nhói tim khi chàng nhìn một cô gái khác dễ thương. Những khuyết điểm của người bạn trai chẳng có nghĩa lý gì với bạn. Những khuyết điểm ấy thậm chí đáng yêu nữa. Bạn ước mong sau, nụ hôn đầu đời bạn sẽ dành tặng cho người bạn trai ấy. Bạn muốn luôn luôn làm hài lòng người bạn trai. Khi có hẹn với người bạn trai, bạn sẽ ba chân bốn cẳng chạy tới nơi hẹn. Con tim bạn đập loạn nhịp khi người bạn trai ôm lấy bạn. Bạn vô cùng buồn bã khi người bạn trai không ở bên. Trước khi đi ngủ, ý nghĩ cuối cùng của bạn là chàng trai ấy. Bạn không sao chịu nổi nếu người bạn trai ấy lừa dối hay rời bỏ bạn. Bạn sẵn sàng làm tất cả vì người bạn ấy. Với những dấu hiệu trên, cứ cho là bạn đối với chàng trai ấy trên mức tình cảm bạn bè. Thế nhưng còn đối tượng thì sao? Người bạn trai ấy có đặt bóng hình bạn ở trong tim? Hay ít ra, anh chàng có chao đảo vì bạn không? Nếu như bạn trả lời có những câu hỏi dưới đây, thì quả thật, giữa hai bạn, tình yêu đã thật sự hiện diện. Chàng đã thật sự giới thiệu bạn với bố mẹ chàng. Chàng luôn luôn chú ý đến cách trang điểm, kiểu tóc, trang phục của bạn. Chàng liên tục giữ liên lạc với bạn, dù mới chỉ xa nhau nửa ngày. Bạn thường nhận những món quà nho nhỏ đầy những biểu tượng của chàng. Trong buổi dạ vũ, chàng thường xuyên mời bạn khiêu vũ cùng chàng. Khi bạn cho chàng một cái hẹn, trong mắt chàng lóe lên những vui mừng đặc biệt. Hẹn nhau, chàng luôn là người đến trước. Chàng thường xuyên khen bạn. Khi nói chuyện cùng nhau, chàng dùng những câu chữ dịu dàng, êm ái. Chàng tỏ vẻ khó chịu ra mặt khi có một chàng trai lạ tán tỉnh bạn. Chàng đã từng tham vấn bạn về những chuyện riêng tư của chàng. Và đó là tình cảm đơn thuần. Nếu chơi với nhau đã lâu, chàng chưa bao giờ ôm bạn với nỗi niềm xúc động. Chàng thường tâm sự với bạn về những người bạn gái cũ và mẫu người trong mơ. Cùng đi với bạn nhưng chàng lộ vẻ chú ý đến những cô gái khác. Chàng thật sự vui thích khi bạn giới thiệu với chàng cô bạn gái quyến rũ xinh đẹp của bạn. Chàng vắng mặt trong một thời gian dài mà không hề báo cho bạn biết. Chàng không hề chú ý rằng hôm nay bạn mặc một chiếc quần mới. Dù bạn có một bộ trang phục hấp dẫn đến đâu, chàng vẫn dửng dưng. Một trong những người bạn của chàng tán tỉnh bạn, chàng vẫn không hề có phản ứng gì. Chàng đặt lên má bạn những nụ hôn chớp nhoáng. Chàng giới thiệu bạn như một người bạn tốt của tôi. Một tình bạn có thể biến chuyển thành tình yêu. Trong thực tế, khó mà có được một câu trả lời chắc chắn cho vấn đề này. Điều này phụ thuộc vào một số điều. Nhưng dù sao đi nữa, khái niệm này vẫn mang tính mạo hiểm. Và điều này có thể được nếu từ khi quen biết nhau, ánh mắt của chàng có khác đi, nó âu yếm hơn. Bạn nắm vững mọi tin tức về chàng và con tim chàng chưa có một hình bóng nào. Có lần chàng nắm tay bạn với cử chỉ thật âu yếm mà không có lý do gì đặc biệt. Điều mà trước đây chàng chưa hề làm. Đôi khi chàng tỏ ra bạn thật cần thiết với chàng,
muốn nhìn thấy bạn hiện diện bên chàng nhiều hơn. Chàng mời bạn dùng cơm trưa với gia đình chàng, điều mà từ khi quen biết nhau chưa hề xảy ra. Trong lúc bạn bị bỏ rơi, chàng luôn bên bạn. Chàng thường xuyên nói với các cô bạn của chàng rằng bạn là một cô gái tuyệt vời. Về mặt tâm lý, một tình bạn sâu đậm nối kết bạn với một chàng trai mà bạn hết mực yêu thương chàng trai ấy và hy vọng sẽ sống với một tình yêu đầy hoa mộng ấy. Trong trường hợp này, bạn đừng bao giờ hy vọng đốt cháy giai đoạn. Để có thể thành công, cần cư xử khéo léo và áp dụng các yếu tố tâm lý. Bạn hãy tiến hành ý định một cách êm nhẹ, khoan hòa để chàng không cảm thấy bị áp lực. Và bạn cũng nên dứt khoát nếu chàng đã thú nhận yêu một trong những cô bạn gái của bạn. Chàng giới thiệu bạn cho một trong những người bạn tốt của chàng. Chàng luôn nói rằng tình bạn giữa chàng và bạn thật quý giá với chàng. Chàng luôn đối đãi với bạn như một cô em gái. Chàng đi chơi riêng với một cô bạn gái có quan hệ thân cận với bạn. Radio.